ai cũng đã từng gặp một đứa con nít cái gì cũng thắc mắc như này. Mẹ ơi, tại sao con hươu cao cổ nó lại cao dữ vậy mẹ? Tại vì nó ăn cái lá cây ở trên cao á con, cho nên theo thời gian là cổ nó sẽ dài ra. Trời ơi, vậy mai mẹ cho con đi ăn lá cây nha, con cũng muốn cao như vậy. Trời ơi bà. Mẹ ơi, tại sao bầu trời lại màu xanh vậy mẹ? Vì đôi mắt của ta sẽ nhìn thấy nó có màu xanh. Mẹ ơi, vì sao mắt của chúng ta lại thấy nó màu xanh? Thôi được rồi, lớn lên con sẽ hiểu mà. Mẹ ơi, vì sao mắt của chúng ta lại thấy nó màu xanh vậy? Thôi được rồi. Về cơ bản thì ánh mặt trời chiếu sáng mặt đất là ánh sáng trắng, và khi đi qua bầu khí quyển sẽ có nhiều màu khác nhau tùy theo thời tiết, độ ẩm và không khí. Tuy nhiên màu sắc mà ta thường thấy nhất trên bầu trời là màu xanh, vì chỉ có chùm sáng xanh lam có bước sóng dài nhất đi vào khí quyển, bị tán xạ mạnh bởi lớp không khí và chịu phản xạ bởi hơi nước, bụi bặm, làm cho bầu trời có màu xanh lam, con hiểu chưa? Mẹ ơi, tại sao con lại không ăn cây được? Tại vì cây nó sẽ làm con khó chịu á. Tại sao bị cây thì mình lại khó chịu? Con biết như vậy được rồi. Mẹ ơi, tại sao, tại sao? Thôi được rồi. Vì có những chất nhất định trong đồ ăn cay kích thích những neuron thần kinh vị giác gọi là thụ quan đa chất. Chúng có mặt ở khắp cơ thể chúng ta, trong mũi và miệng. Vì khi con ăn một trái ớt miệng, con cảm thấy như đang bị bỏng, những cái thụ quan đó kích thích cơ thể và nó sẽ phản ứng lại. Đó là lý do tại sao con đổ mồ hôi và tim đập nhanh. Trời ơi bảo tóc. Mẹ ơi, tại sao quả chanh nó lại chua vậy mẹ? Tại vì cái lưỡi của ta nếm vô cái miếng chanh ta sẽ thấy nó chua. Mẹ ơi, vậy tại sao cái lưỡi của mình nếm vô lại nó thấy vị chua? Thôi được rồi, lớn lên chút xíu nữa con sẽ biết nha. Tại sao nếm vô lại chua? Tại sao? Tại sao? Thôi được rồi. Nước ép chanh chứa một loại axit đặc biệt chứa khoảng 5% axit citric khiến cho chúng ta cảm nhận được vị chua. Trong loại axit này gây kích thích mạnh lên bề mặt da lưỡi khiến ta cảm nhận được vị chua và cảm giác tê tê. Con đã hiểu chưa, nhà khoa học đại tài của mẹ? Ủa mẹ ơi, axit citric là gì mà tại sao con đi học mà con không có biết? Thì nó ở trong cái chanh chứ nó đâu có ở trong cái cuốn sách tập tô của con đâu mà con biết. Mẹ ơi, con được sinh ra như thế nào vậy mẹ? Khi bố và mẹ yêu nhau, bố và mẹ nắm tay nhau cái gần gũi bên nhau, xong bố góp một phần, cái mẹ góp một phần để tạo ra em bé, em bé sẽ bơi trong cái bụng của mẹ nè. Đến khi lớn lên em bé muốn nhìn ngắm thế giới thì em bé chui ra là con ra đời. Ngày hôm sau, mẹ ơi, tự nhiên hôm nay con thắc mắc, hôm qua mẹ nói cái phần mà ba cho mẹ xong rồi ra con á là cho làm sao vậy mẹ? Mẹ lụm mày ngoài bãi rác á, không có đẻ, làm ơn đừng có hỏi kỹ nữa. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang đi tắm nha con. Mẹ cầm chảo dầu mẹ tắm mà chứ không có phải nấu ăn đâu. Mẹ cầm chảo dầu mẹ tắm mà. Trời ơi. Mẹ ơi, ai chỉ mẹ kho thịt vậy? Mẹ của mẹ là bà chỉ á con. Mẹ ơi, ai chỉ bà kho thịt vậy? Mẹ của bà chỉ bà á con. Ủa vậy mẹ ơi, ai chỉ mẹ của bà kho thịt vậy? Mẹ của bà chỉ mẹ của bà á con. Mẹ ơi, ai chỉ mẹ của bà kho thịt dạ? Mẹ thiên hạ chỉ, mẹ Âu Cơ chỉ, người mẹ đầu tiên của cái dòng họ này chỉ. Hỏi kỹ luôn. Mẹ ơi, tại sao con muỗi nó lại cắn mình vậy mẹ? Mình đâu có làm gì nó đâu. Ê, cái này con hỏi bà đi, bà biết nhiều hơn mẹ. Ủa mẹ ơi, tại sao ba lại biết nhiều hơn mẹ? Tại vì mẹ biết ít hơn ba. Ủa mẹ ơi, tại sao mẹ lại biết ít hơn ba? Ủa con ơi, tại sao con hay hỏi tại sao quá vậy? Ủa mẹ ơi, tại sao con hỏi tại sao mà mẹ hỏi con tại sao? Con hỏi tại sao thì làm sao con biết là tại sao được mẹ? Trời ơi, cái quần đùi dĩ dây. Chắc tôi phải bỏ cái nhà này đi quá. Yeah, mình thắng rồi.